Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thưa quý mạng chị em, trong tuần vừa rồi thì chúng ta chứng kiến có một cái cơn bão, gọi là siêu bão rất là lớn, tên là Noru đã đổ bộ vào trong miền Trung Việt Nam của chúng ta. Và theo báo cáo của văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, mưa lớn vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trong ngày 29 tháng 9 vừa rồi. Và tiếp tục thiệt hại lớn. Cơn bão vừa rồi và mưa lũ sau bão nó cũng đã khiến cho khoảng 62 người bị thương, khoảng 3.364 căn nhà bị hư hại, tốc mái. Và lũ lớn sau bão đã khiến cho 7.346 căn nhà bị ngập, trong đó riêng tỉnh Nghệ An thì có 7.306 nhà bị ngập. Chăn nuôi thì có khoảng 1.724 con gia súc và 20.292 con gia cầm bị chết, bị nước lũ cuốn trôi. Và mặc dù cơn bão Noru đã tan rồi thì cơn mưa sau bão số 4 cũng đã khiến cho khoảng 3 người thiệt mạng và bị mất tích. Hơn 7.000 căn nhà bị ngập và hàng chục nghìn hecta nông nghiệp và thủy sản bị thiệt hại. Đó là tình hình bão ở Việt Nam. Cũng ở trong ngày 28 tháng 9 vừa rồi, tức là rạng sáng 28 tháng 9 thì bão Noru đổ bộ vào miền Trung Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà đến buổi chiều 28 tháng 9 đó quý vị, thì ở bên kia bán cầu, tức là ở tại Florida, Hoa Kỳ, thì cũng đã đón một cái cơn bão cũng khủng khiếp nữa quý mà chị em. Đó là cơn bão Ian. Bão Ian đã đổ bộ vào trong bờ biển phía tây nam Florida vào chiều 28 tháng 9 với sức gió hơn 240 km/h và khiến ít nhất là 23 người thiệt mạng và khoảng 2,5 triệu người chịu cảnh mất điện. Và bão này đã tàn phá nhà cửa, cơ sở hạ tầng của Florida, Mỹ, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đô la và khiến cho tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ bị kéo giảm xuống. Với thiệt hại ước tính là khoảng 46 tỷ đô la, thì Ian nằm trong số 10 cơn bão gây thiệt hại lớn nhất ở Mỹ. Và các cơn bão, các công ty bảo hiểm Mỹ dự kiến sẽ phải chi trả một khoản tiền bồi thường là khoảng 32 tỷ đô la. Và nó sẽ khiến cho gián đoạn hoạt động kinh tế trong khoảng hơn 10 ngày ở tại Mỹ. Sau khi bị điện bị cắt thì các chuyến bay đã bị hủy và các hoạt động sản xuất năng lượng và canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng. Cùng trong một ngày 28 tháng 9 quý mài cho em, thì có hai cơn bão nó đã tấn công Việt Nam và Hoa Kỳ và đem lại thiệt hại người và của rất lớn. Nhưng cảm ơn Chúa rằng là ở tại Việt Nam của chúng ta thì bởi lòng thương xót rất lớn của Chúa, Chúa đã can ngăn bởi lời cầu nguyện cầu thay của hàng ngàn con cái Chúa, của hàng trăm hội thánh của Chúa ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này đã cầu nguyện cho người dân ở miền Trung. Chúa khiến cho sức gió của cơn bão Noru lúc ban đầu nó dự tính là khoảng cấp 17, tức là nếu mà với cái sức gió như vậy nó đi với vận tốc là khoảng 240 km/h giống như là bên Mỹ đó quý vị, thì sẽ có rất là nhiều người sẽ chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng là Chúa ngày làm việc lạ lùng lắm quý mà chị em. Khi mà cơn bão này chuẩn bị đi vào trong đất liền thì Chúa khiến cho nó giảm cấp. Từ cấp 17 nó giảm xuống còn ở cấp 11 thôi. Dẫu rằng cấp 11 nó yếu hơn so với cấp 17 đó, nhưng mà gió thổi rất là mạnh quý vị. Nó thổi và nói là nhiều căn nhà đã sập đổ. Không phải là nhà lá đâu quý mà chị em. Nhà tường đó, và nhà cấp 4 đó mà vẫn tốc mái rồi... tường sập xuống. Cảm ơn Chúa rằng là trong cái sự thiệt hại như vậy thì chỉ có thiệt hại về của thôi, chứ không có thiệt hại về người. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài có gìn giữ cho người dân miền Trung ở trong cái lúc bão đổ bộ như vậy. Nhưng mà ba người thiệt mạng vừa rồi thì họ là những người bị ảnh hưởng bởi sau cơn bão đó, tức là họ bị lũ ảnh hưởng trên tính mạng của họ mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là dù ở đâu trên thế giới này, chúng ta, con người của chúng ta vẫn phải đối diện với là những cơn bão ở trong thiên nhiên, có những thiên tai bất ngờ ập đến. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị một điều tương tự như vậy ở trong thuộc linh của chúng ta. Đôi khi là người theo Chúa, chúng ta cũng phải đối diện với những cơn bão trong cuộc đời của chúng ta. Có những cái cơn bão nó thình lình nó xuất hiện và khiến cho chúng ta cảm thấy hoang mang, cảm thấy lo lắng, và đôi khi chúng ta sợ hãi và chúng ta muốn từ bỏ tất cả. Và buổi sáng nay tôi xin chia sẻ về chủ đề đó là
vượt qua cơn bão cuộc đời, để chúng ta, mỗi người chúng ta có thể nhận biết được ý muốn và chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về những cách thức làm thế nào để chúng ta nhận biết được cái nguồn gốc của những cơn bão mà chúng ta đang đối diện ở trong cuộc đời của chúng ta, và làm thế nào để chúng ta có thể có một thái độ đúng để chúng ta vượt qua được cơn bão đó. Xin quý vị mở ra với tôi ở trong sách Mác đoạn 4. Tôi sẽ đọc từ câu 35 cho đến câu 34, từ câu 35 cho đến câu 41. Đấy là một câu chuyện nói về các môn đồ đã đi cùng với Chúa Giêsu vượt biển, nhưng mà đang đi giữa chừng thì họ lại gặp sóng to gió lớn và gặp bão. Dạ, câu 35 cho đến 41 à, tức là hết đoạn. Bị bão giữa biển, đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Thưa quý bà chị em, cái câu chuyện này được xảy ra trong một bối cảnh, đó là Chúa Giêsu Ngài truyền cho các môn đồ họ qua bờ bên kia. Và đây là một cái sự chủ động của Chúa Giêsu, đây là một mạng lệnh của Chúa Giêsu, và các môn đồ họ vâng lời Chúa Giêsu, họ đi qua bờ bên kia, bởi thuyền của họ. Và không phải là chỉ là một chiếc thuyền quý bà chị em, mà cũng có các thuyền khác đi nữa. Và khi mà họ đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa thì giữa đường hay là giữa biển thì họ gặp một cơn bão. Và chúng ta biết rằng là các môn đồ của Chúa có những người họ là những dân đi biển chuyên nghiệp, tức là họ đã đi biển từ bé rồi. Họ rất am hiểu về cái địa hình và cũng như là về thời tiết ở tại xứ sở của họ sống. Và là những người môn đồ mà có cái kinh nghiệm đi biển như vậy thì họ có lẽ cũng không có lạ gì đối với những cơn bão ở trên những cái biển ở xứ họ. Nhưng mà ở trong cái câu chuyện này quý mà chị em, thì có cơn bão mà nó không phải là cơn bão bình thường nữa, mà đây là cơn bão lớn nổi lên. Đến nỗi mà những người đi biển có nhiều kinh nghiệm như các môn đồ, như là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng, họ là những người ngư phủ dày dạn kinh nghiệm, mà họ cũng phải khiếp sợ và họ nghĩ đến cái chết quý mà chị em. Có bao giờ chúng ta đối diện với những cái cơn bão trong đời của chúng ta nó khủng khiếp đến nỗi mà chúng ta nghĩ đến cái chết không? Đang yên, đang lành, tự nhiên chúng ta nhận được cái tin người chồng đó bỏ người vợ đó đi với vợ bé. Người vợ đó dường như sụp đổ, con cái nó hoảng loạn bởi vì nó không biết cái chuyện gì đang xảy ra đối với cha của nó. Công việc đang tiến triển, thình lình công ty phá sản. Rồi cái người chủ thì ôm tiền trốn luôn. Chúng ta là những nhân viên, chúng ta cảm thấy hoang mang. Rồi con cái của chúng ta nó đang khỏe mạnh, đang học hành ngoan ngoãn như vậy, thình lình bạn bè xấu rủ rê nó đi hút chích, rồi làm những cái chuyện sai trái. Chúng ta cảm thấy đau lòng vậy. Đó là những cái cơn bão thưa quý mà chị em. Trong những ngày vừa qua, tức là trong tuần vừa rồi, tôi nhận được rất là nhiều cái tin nhắn nhờ cầu thay của những con cái Chúa ở trong hội thánh của tôi. Mới tối hôm qua thôi thì khoảng chừng tầm 9 giờ hơn, có một người chị em nhắn cho tôi: mục sư ơi, cầu nguyện cho em gấp, bởi vì em cùng với em gái của em đang ở phía ngoài đường, bởi vì cái người chồng của em gái em nó không cho em gái em đi theo Chúa nữa. Bây giờ hai chị em đang ở ngoài đường, không biết là tối nay ngủ ngoài đường hay là ở trong nhà, bởi vì cái người chồng không tin Chúa và không muốn cho vợ của mình đi nhóm vào trong sáng Chủ nhật hôm nay.
Đó cũng là cơn bão thưa quý mà chị em. Đôi khi có những cái chuyện mà chúng ta không muốn nó xảy ra, nhưng mà nó vẫn đã xảy ra. Chúng ta phải làm sao trong những hoàn cảnh như vậy? Rồi có người cũng nhắn cho tôi và nói rằng là mục sư, bây giờ tôi bế tắc lắm rồi, không còn có cách nào để mà thoát được cái khủng hoảng. Cũng anh em con cái Chúa với nhau đó, mượn tiền tôi rồi xong rồi đi luôn, không trả, không nói một tiếng nào hết. Bây giờ tôi không biết phải làm sao hết. Và tôi chỉ nói rằng là thôi bây giờ chị cứ tha thứ cho người đó. Và cậy ơn Chúa, mình trú bão đi. Để khi mà cơn bão nó qua rồi, mình sẽ có cách để khắc phục lại. Vân 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 vân, có nhiều cái câu chuyện buồn quý mài cho em mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Và cái điều này nó khiến cho tôi suy gẫm về cái giải pháp để chúng ta có được ở trong lời của Chúa, để chúng ta có thể vượt qua được những cái cơn bão, mà nhất là cơn bão lòng đó quý mài cho em. Có những người khi mà đối diện với cơn bão lòng quá lớn trong đời của họ, họ không thể ngủ được. Có người gọi cho tôi trong nước mắt và nói rằng mục sư ơi, đã 3 ngày 3 đêm rồi em không ngủ được. Và tôi thấy thật sự nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không biết cách để mình thoát ra khỏi cơn bão đó, thì có thể nó sẽ cuốn chúng ta dần vào trong tâm bão và chúng ta sẽ bị hủy diệt đó, quý bà chị. Và thực tế có nhiều người ngư phủ ở tại miền Trung và những cái miền khác của Việt Nam chúng ta đã phải bỏ mạng ở trong những cơn bão. Không phải là bởi vì cơ họ muốn đâm đầu vào bão, nhưng mà cho em có một thực tế mà tôi đọc báo ngày hôm qua tôi thấy rất là kinh sợ. Đó là khi bão nó đi đến cái thuyền của người ta đó, thì gió nó thổi tứ hướng hết. Và người ta không biết được cái hướng nào phải chạy. Không biết là bão nó trước mặt hay sau lưng hay là bên trái bên phải để mình né. Thí dụ mà nó mình biết ở trước mặt mình á thì mình có thể lui, đúng không ạ? Nếu biết ở bên trái á thì mình sẽ đi bên phải. Có những người họ cứ nghĩ rằng họ đang chạy thoát khỏi cơn bão, nhưng mà thật ra họ đang đâm vào trong tâm bão luôn mà chị. Và có rất là nhiều người đã bỏ mạng như vậy. Và tôi đọc thêm nữa thì người ta mới chỉ cho cách để mà mình biết được cái tâm bão nằm ở đâu. Hay lắm quý mà chị em. Trái đất của chúng ta nó quay từ đông sang tây chứ, đúng không? Đúng không? Nó quay như thế này đúng không? Đúng không ạ? Ở tây sang đông, đúng rồi, tây sang đông. Thì cái cơn bão ở đâu cũng vậy hết, ở Mỹ hay là Việt Nam, thì cái cơn bão đó chúng ta nhìn từ trên không, chúng ta nhìn xuống trái đất á, thì nó luôn luôn nó xoáy theo hình ngược chiều kim đồng hồ. Nó xoáy như thế này. Dù là nó đi hướng nào chăng nữa thì nó vẫn từ trên xuống dưới, nó vẫn chỉ xoay như thế này. Và để cho mình thoát ra khỏi cái tâm bão đó quý vị, thì chúng ta cần phải đi hướng qua bên phải. Làm sao mình biết được là cái hướng phải? Biết làm sao mà hướng nào? Dễ lắm. Chỉ cần chúng ta xem hướng gió. Trước khi cơn bão đến, mình phải xem hướng gió nó thổi hướng nào. Nếu mà gió nó thổi hướng này thì mình phải đứng đâu cái lưng theo cái chiều gió, hướng theo cùng chiều gió, và mình phải biết rằng là bên trái á, là tâm bão, bên phải là hướng thoát ra khỏi tâm bão. Và trước khi cơn bão đến, tại vì khi bão đến rồi là gió thổi tứ hướng á, là chúng ta không biết gió hướng nào hết, cho nên chúng ta phải khôn để chúng ta biết xem coi gió nó thổi hướng nào. Lúc mà trời yên biển lặng á thì chúng ta phải xem coi là gió hướng này thì chúng ta phải chạy xa khỏi hướng này, đi 45 độ là cứ đi cái hướng đó chúng ta sẽ thoát khỏi cơn bão. Và đây là cái kinh nghiệm mà tôi thấy rất là quý giá. Bởi vì nếu mà chúng ta áp dụng vào trong thuộc linh đó quý vị, có những khi chúng ta không biết được cái hướng nào chúng ta phải giải thoát. Và chúng ta cần phải hướng về phía bên phải. Mà phía bên phải đó là phía nào quý mài cho em? Đó là lời Chúa, đúng không quý mài cho em? Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 1 câu số 19 cho đến câu 20. Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Silvan và Timôthê đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu, nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, câu Kinh Thánh này nói với chúng ta rằng là tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải hết, đều là amen hết, đều là yes hết quý ông bà chị em. Điều này có thể áp dụng vào trong cái lúc mà chúng ta chạy trốn khỏi cơn bão đó quý vị. Chúng ta cần phải hướng về lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa là phải, lời hứa của Chúa là phải.
Chúa hứa điều gì anh chị em? Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ cùng đối với ngươi chẳng phải lý tưởng tai họa đâu, nhưng mà là bình an. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 chép như vậy. Để chúng ta có sự trông cậy trong lúc cuối cùng. Ý muốn của Chúa là muốn chúng ta vượt khỏi những cơn bão và chúng ta sẽ đến được bến bờ bình an. Chúng ta không bao giờ phải bỏ mạng ở trong những cơn bão nếu mà cơn bão đó nó không phải ý muốn của Chúa. Nếu mà cơn bão đó là ý muốn của Chúa, như khi Chúa Giê-xu ngài đối diện với thập tự giá, thì Chúa Giê-xu biết rằng đó là ý muốn của Chúa Cha và ngài vâng phục. Còn nếu mà những cái cơn bão nó xảy ra cuộc đời của chúng ta mà nó không phải nằm ở trong chương trình tốt lành của Chúa dành chúng ta, quý mà cha mời cứ hướng về Chúa, hướng về lời của Chúa, chắc chắn sẽ có sự giải thoát cho chúng ta ra khỏi những cơn bão đó. Và ở đây trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là các môn đồ đã đi thuyền cùng với Chúa Giê-xu, và đang đi như vậy theo lời của Chúa hướng dẫn thì có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, nó nổi thuyền gần đầy nước. Các môn đồ ai cũng rất là khó khăn cực nhọc để mà tát nước ra khỏi thuyền, và người thì chèo, người thì chống. Nhưng mà lúc đó tôi hỏi quý vị, Chúa Giê-xu đang ở đâu? À, Kinh Thánh nói rằng là nhưng ngài đương ở đằng sau lái. Làm gì quý vị? Dựa gối mà ngủ. Lạ không quý ngoài cho em? Đang khi bão tố như vậy đó thì Chúa Giê-xu ngài lại ngủ một cách bình yên. Lạ thường quý ngoài cho em. Tại sao Chúa Giê-xu lại ngủ như vậy? Đây là câu hỏi mà tôi thường hay thắc mắc khi mà tôi đọc cái câu chuyện này. Tôi biết rằng là Chúa Giê-xu ngài có một cái sự bình an rất lớn ở trong tâm hồn của ngài. Đến nỗi mà đang khi bão tố sóng gió như vậy, thuyền nó đang nhấp nhô lên xuống như vậy, ai cũng nghĩ rằng là 99% là chết. Vậy đó mà Chúa Giê-xu ngài vẫn bình an mà ngủ quên mài cho em. Và tôi biết rằng là Chúa Giê-xu ngài không phải là một người vô tâm hoặc là quá mệt đến nỗi mà ngài không biết cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Chúa Giê-xu biết đâu quên mài cho em. Nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn bình an để mà nghỉ ngơi. Điều này chúng ta một cái bài học, đó là nếu chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta cũng sẽ có sự bình an lạ thường quý mà cha. Sự bình an của Chúa là sự bình an không chỉ mất mát, không chỉ gãy đổ. Sự bình an đó sẽ gìn giữ lòng ý tưởng của chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Philip đoạn 4 câu thứ 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng ta. Đấy là sự bình an của Đức Chúa Trời quý mà cha em, không phải là sự bình an của con người. Đối với con người chung quanh, đối với con người thì có thể họ nhìn thấy xung quanh đó là bão tố, đó là sóng gió, đó là bất thường. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì ngài nhìn thấy xa hơn chúng ta nhìn thấy. Ngài nhìn cao hơn là những đám mây mà chúng ta nhìn thấy nó tối tăm ở xung quanh chúng ta. Và các môn đồ thức Chúa Giê-xu dậy. Họ thức Chúa Giê-xu dậy và họ nói rằng là thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Tức là ý họ nói rằng là nếu mà Chúa không dậy đó là Chúa cùng với chúng ta sẽ chết trong buổi tối hôm nay. Chứ không phải chết trong thời giá đâu nha. Chết buổi tối hôm nay, chết chìm mới được. Họ có lý đó quý vị. Nhưng mà đây không phải là chân lý của Kinh Thánh quý mà cha. Và khi Chúa Giê-xu ngài thức dậy thì ngay lập tức Chúa ngài đã quở gió và phán cùng với biển rằng hãy êm đi, lặng đi. Và gió ngay lập tức liền dứt và yên lặng như tờ. Cảm ơn Chúa, một lời phán của Chúa thôi có thể khiến cho sóng gió bão tố trong đời sống của chúng ta được im đi, lặng đi quý mà cha. Nếu mà các môn đồ đã biết trước được cái kết quả như vậy, tôi thiết nghĩ rằng nếu là tôi ở trong cái thuyền đó ngày hôm đó, có lẽ tôi sẽ lấy hả? À, tôi sẽ không đi hả? Yeah. Có bao nhiêu người chúng ta nếu biết trước được cái số phận của con thuyền đó thì chúng ta sẽ đi? Không đi à? Không dám đi phải không? Dạ, có Chúa đi cùng, amen. Dạ. Cảm ơn cô. Có Chúa đi cùng thì mọi cơn bão đều sẽ là kinh nghiệm quý giá của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta trải qua cái cơn bão đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó thật sự là kinh nghiệm quý báu. Và nếu mà Phi-rơ là người có đức tin lớn đó quý ông bà chị em, thì Phi-rơ ông sẽ lấy cái gối để mà nằm ngủ kế bên cạnh Chúa Giê-xu đúng không quý vị? Đúng không ạ? Tại vì Chúa Giê-xu nói sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Vậy thì Chúa Giê-xu ngài có đức tin đúng không ạ? Chúa Giê-xu ngài có đức tin, cho nên là Chúa Giê-xu ngài mới vững an và mới có thể nghỉ ngơi như vậy. Tôi xin Chúa ngài thêm đức tin cho chúng ta, để trong những lúc mà chúng ta gặp hoạn nạn lớn, sóng gió lớn,
những cái sự thử thách lớn ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta có đức tin vững chắc nơi danh của Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus ngài có đức tin điều gì quý ông bà chị em? Chúa Jesus ngài tin rằng là ngài đến thế gian này để tìm và cứu những cái bị mất. Chúa Jesus không đến thế gian này để chết ở trong bão. Chúa Jesus đến thế gian này không phải chỉ để chết ở trong những cái nan đề tầm thường của con người, nhưng mà ngài phải chết ở trên thập tự giá. Quý vị có tin rằng là chúng ta sẽ được Chúa ngài cho cuộc sống lâu trên đất này và thỏa lòng không? Câu cuối cùng ở trong Thi Thiên đoạn thứ 91 đó rằng là ta sẽ cho người được thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Amen. Hãy nói với chính mình như vậy. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi sẽ không chết vì bệnh tật, tôi sẽ không chết vì ung thư, tôi sẽ không chết vì cớ nợ nần tài chánh, nhưng mà tôi sẽ chết già trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Đó là chương trình tốt lành nhất mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Amen. Chúng ta không chết vì cớ những con quỷ nó đến nó khủng bố chúng ta hoặc là đe dọa áp bức chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ chết vì cớ sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời mà thôi. Amen. Chúa biết được cái điều gì là tốt nhất cho đời sống của chúng ta. Hãy bám chặt lấy lời hứa của Chúa thưa quý mà anh chị em. Và qua cái câu chuyện này chúng ta học được hai điều. Thứ nhất đó là lý do tại sao mà chúng ta thường gặp bão. Chúa ngài cho chúng ta gặp bão như vậy để làm gì? Chúng ta cần hãy tìm ra cái câu trả lời cho câu hỏi đó. Và thứ hai đó là kết quả cho những ai có đức tin nơi Chúa mà khi đối diện với những cơn bão như vậy thì họ sẽ nhận được điều gì? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngài là đấng toàn năng, toàn trí, toàn tài, ngài là đấng có quyền năng trên bão tố thiên nhiên. Ngài biết tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng là tóc trên đầu của chúng ta cũng đã được đếm hết rồi. Con chim sẻ trên trời mà nó bay hay là nó nhảy hay là nó ngã xuống nó chết thì cũng do ý muốn của Cha trên trời quyết định. Cuộc đời của chúng ta có gặp sóng gió bão tố hay là như thế nào chăng nữa thì Đức Chúa Trời ngài biết hết quý mạng chứ. Và Chúa cho phép điều đó xảy ra. Chúa cho phép xảy ra để tôi luyện đức tin của chúng ta. Như trong cái câu chuyện này thì sau khi mà Chúa Giêsu ngài dẹp yên bão tố như vậy thì các môn đồ họ đã ngạc nhiên và nói rằng là người này là ai mà sóng gió bão tố đều phải vâng lời người như vậy. Quý mà cho em họ đã đi theo Chúa cũng nhiều năm tháng đúng không ạ? Họ ăn, họ ngủ, họ sống cùng với Chúa. Từ sáng cho đến chiều tối họ ở bên cạnh Chúa luôn như vậy đó. Nhưng mà khi mà gặp nan đề nghịch cảnh thì họ chỉ nghĩ đến cái chết. Họ chỉ nghĩ Chúa Giêsu chỉ là một người Nazareth bình thường thôi, không thể cứu họ ra khỏi nan đề được. Nhưng mà khi Chúa Giêsu ngài trỗi dậy và ngài phán một lời phán thì lời phán đó thay đổi đời sống của họ, thay đổi hoàn cảnh của họ, và họ bắt đầu họ run sợ, họ nói rằng là người này là ai. Thưa quý mài chị em, có những khi chúng ta đi nhóm mỗi ngày chủ nhật, chúng ta ngồi ở trong nhà thờ với máy lạnh, với tất cả mọi thiết bị tiện nghi, chúng ta thấy ô Chúa Giêsu ngài thật là tuyệt vời, ngài là một người rất là tốt lành, nhân từ. Chúng ta dường như chẳng biết được gì về thân vị quyền năng của Chúa. Không, đây là một cái điều tự nhiên của con người chúng ta đó quý vị. Chúng ta cũng không hơn gì các sứ đồ ngày xưa đâu đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta gặp nan đề thử thách thì chúng ta lúc đó mới biết được Chúa Giêsu là ai. Trong gia đình của mình, ở trong hôn nhân của mình, ở trong công việc của mình. Và tại đó chúng ta sẽ được nâng cấp lên ở trong một mức độ hiểu biết và đức tin nơi danh của Chúa Giêsu Christ. Có những khi cơn bão đến cũng là bởi vì cớ chúng ta gây ra quyên bài chè. Có những khi cơn bão đến là bởi vì cớ chúng ta trước đây đã từng gieo những cái tội lỗi hoặc là những cái gì đó bất công trong đời sống của chúng ta. Và cho đến sau này chúng ta phải gặt lấy. Ở trong OC đoạn 8 câu 7 chép rằng là vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc. Chúng nó không có lúa đứng, cây lúa sẽ không sanh ra bột. Mà dầu có sanh ra nữa thì dân ngoại sẽ nuốt lấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là có những khi dân sự của Chúa trong thời của ước họ đã gieo gió và họ gặt bão lốc. Và ở trong Tân Ước Galati đoạn 6 câu 7 thì Phaolô đã nói rằng là chớ hề dối mình. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Có những khi chúng ta gặp bão là bởi vì cơ chúng ta trước đây đã làm cái gì đó sai trật theo lời của Chúa. Như chúng ta biết được tiên tri Jonah, khi mà Chúa ngài phán với ông rằng hãy qua Ninive để mà giảng cho dân thành đó, ông cố tình, ông đã bắt một con tàu đi qua Tarsis, qua hướng tây, đi hướng khác,
Bởi vì ông ghét cái dân thành đó. Và khi mà ông đang đi như vậy thì bão tố nổi lên và Chúa đã sắm sẵn một con cá lớn nuốt Jonah. Cho đến khi Jonah thấy rằng là không còn hy vọng nào nữa, thì lúc đó ông mới kêu cầu Chúa, và Chúa ngài phán với con cá. Con cá nó mửa ông ra nằm ở trên bãi biển. Thưa quý mài chị em, có những khi bão tố đến là bởi vì cơ chúng ta đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta gieo sự bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời. Rồi David cũng vậy nữa quý vị. Đang khi mà vợ đẹp con ngoan, chức vụ đang được phát triển, được ơn, được kết quả như vậy, thì ông đã phạm tội với Bathsheba. Mà không phải Bathsheba là một người trinh nữ, một người đồng trinh ở trong Israel. Bà là một người nữ đã có chồng rồi. Vậy đó mà David vẫn thích một người nữ có gia đình. Quý mài cha. Giả sử chúng ta ai cũng khát nước hết, và tôi muốn mời chú Sơn uống nước. Nếu tôi đưa cái chai này tôi mới mở ra, chú Sơn sẽ uống đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà tôi mời chú Sơn uống, tôi hỏi quý vị, chú Sơn có nhận không? Chú Sơn có nhận không chú Sơn? Không nhận đúng không? Nếu mà uống không? Nếu mà tôi mời vậy là tôi vô lễ đúng không quý vị? Nhưng mà nếu tôi mời một em thanh niên rồi đó, thanh niên ở đây, Hương em, uống không em? Không uống hả? Có thể con của tôi ở nhà đó, tôi uống tôi tù nước như vậy đó, nó có thể nó uống. Nhưng mà nếu mà bên ngoài không ai uống hết quý vị. Vậy đó, tôi muốn dùng hình ảnh đó để cho quý vị biết rằng là ngày hôm nay có một bộ phận thanh niên, họ lại thích giống như David vậy đó. Thích quen, tìm kiếm và phạm tội với là những người đã có gia đình. Chúng ta thấy đây ở trong xã hội ngày hôm nay đúng không ạ? Người ta danh nhân thành đạt, đang có vợ đẹp con ngoan, gia đình đang đầm ấm như vậy, thích phá, làm tiểu tam. Quý vị ơi, ở đây là một cái thực trạng đau lòng. Ở đây tôi không có phải là nói trong cái sự đả kích hay gì cả, nhưng mà tôi dùng hình ảnh đó cho quý vị biết có bao nhiêu cái chai nguyên ở ngoài kia chúng ta không thích, mà chúng ta lại thích uống cái chai mà người ta đã uống rồi. Bao nhiêu cô gái trinh nữ ở trong dân Israel David không thích, là thích cái cô có gia đình, rồi sau đó phạm tội giết ông chồng của cô gái đó nữa quý vị. Chúng ta có thể không hiểu được, nhưng mà chúng ta biết rằng là khi cái cơn bão lòng của David nó trỗi lên quý vị, nó có thể tàn phá tất cả những cái gì mà ông có. Sau đó bão tố thật sự đến cho gia đình của David. Con của David thì bị cưỡng hiếp, Tama bị cưỡng hiếp, rồi Absalom cũng bị chết. Và khi mà Absalom chết như vậy, David ông khóc: Absalom, Absalom con trai ta. Quý vị ơi, không phải ông khóc bởi vì cớ Absalom phạm tội như vậy đâu, nhưng mà ông đang khóc bởi vì cớ ông khóc cho chính mình. Ông biết rằng là thằng con trai của mình đã chết là bởi vì cớ mình, chứ không phải là bởi vì cớ nó. Cho nên anh chị em ơi, hãy nhìn vào trong tấm gương của những người đã đi trước. Họ là những người đã tự gieo gió và gặt bão lốc. Chúng ta cần phải khôn ngoan để chúng ta đi hướng khác. Đừng đâm đầu vào trong tâm bão quý vị. Hãy hướng về phía sự sáng của Chúa, hướng về lời của Chúa. Và khi chúng ta sống công chính và ngay thẳng với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ thoát được cơn bão quyên bài chèm. David sau đó ông đã nhận biết cái sai của mình. Ông đã ăn năn và hạ mình ở trước mặt Chúa. Sau đó Chúa ngày gỡ ông ra từ từ và ông được phục hồi trở lại như trước đây. Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị để chúng ta có sự khôn ngoan của lời Chúa, để chúng ta không gieo những cái tội lỗi, không gieo vào trong đời sống của chúng ta những sự bất công, ở trong gia đình của chúng ta, hoặc là trong hôn nhân của chúng ta, hoặc là trong công việc của chúng ta nữa quý vị. Châm ngôn 21 câu 13 nói rằng là ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Đôi khi chúng ta thiếu cái sự thương xót đối với lại những người xung quanh chúng ta. Rồi đến khi mà chúng ta gặp phải hoạn nạn, chúng ta kêu la, chúng ta mong đợi sự tiếp cứu của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng không nhận được. Có những khi cái chuyện nó xảy ra mà chúng ta không hiểu được là chúng ta
có phải là người đang gặt lấy những gì mà chúng ta đã từng gieo ở trong quá khứ trước đây hay không? Châm ngôn đoạn 19 câu 17 chép rằng: ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Lời của Chúa nói rằng là khi chúng ta thương xót thì chúng ta sẽ được Chúa thương xót lại. Nếu chúng ta có tội lỗi nào trong đời sống của chúng ta, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, quy mà cho em, giống như David vậy đó, giống như Jonah vậy đó. Họ nhận biết được cái sai của họ, họ ăn năn, họ trở lại với Chúa và Chúa đã thương xót, Chúa phục hồi, tha thứ cho chúng ta. Câu hỏi đặt ra trong thời giờ này đó là: liệu cái nan đề mà tôi đang đối diện, tôi đang có trong cuộc sống của tôi ngày hôm nay, nó đến từ đâu? Nó đến từ Chúa hay đến từ ma quỷ hay đến từ chính tôi? Và nếu đến từ chính chúng ta, thưa quý mời chị em, cách khôn ngoan nhất đó là chúng ta hãy hạ mình xuống ăn năn với Chúa. Có những khi chúng ta thiếu khôn ngoan, quý mời chị em, chúng ta đã không có đủ thời gian và bình tĩnh để chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta biết được cái người đối tác mà chúng ta đang chuẩn bị ký hợp đồng đó, cái người đó có phải thật đến từ Chúa hay không. Có một người nói với tôi là: mục sư ơi, bây giờ em kẹt 20 triệu đối với cái người đó. Lúc đầu em chỉ bỏ mấy triệu thôi, em mua cái tài khoản nhỏ, mà sau đó thật sự nó lời thiệt. Mà sau đó thì cái người đó nói rằng: bây giờ em mua thêm 20 triệu đi, 20 triệu nữa em sẽ lời nhiều hơn gấp 10 lần nữa. Thế là người này khoái quá và bỏ ra 20 triệu để mà mua cái tài khoản lớn hơn. Rồi thế là khi mà bỏ 20 triệu ra, trong vòng một vài tuần thôi thì cái người kia cao chạy xả bay, gọi điện thoại nhắn tin không trả lời. Mà hai người này cũng là anh em trong hội thánh với nhau thôi, quý bà chị em. Điện thoại nói với tôi: mục sư ơi, người đó cùng thờ với Chúa tôi mà giờ. Tôi nói thật sự ở đây không phải trách ai hết, nhưng mà tiên trách kỹ, hầu trách nhân. Bản thân chúng ta đã không có thời gian để cầu nguyện với Chúa. Chúng ta để cho cái xác thịt của mình, cái lòng tham của mình đó, nó dẫn dắt chúng ta. Có những khi tôi không phải là bởi vì mình cực đoan hay là mình nghi ngờ người khác, nhưng mà tôi thường khi mà đứng trước những quyết định lớn và quan trọng về tài chính thì tôi thường hay cầu nguyện. Và tôi cảm nhận trong lòng của tôi, nếu có sự bình an thì tôi sẽ ok, còn nếu mà không có sự bình an thì tôi sẽ không ok và tôi sẽ im lặng, hoặc là tôi sẽ không có chấp nhận cái việc đó. Rồi chúng ta biết rằng là tâm tánh của con người chúng ta, cái linh tánh của người chúng ta cũng là một ngọn đèn mà Chúa ban cho để chúng ta có thể nhận biết được cái sự hướng dẫn của Chúa. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn số 7, đoạn số 27 có nói về việc đi biển của Phaolô. Và khi mà cái cơn bão nó chưa đến đó quý vị, thì Phaolô ông thấy trước cái cơn bão đó, ông thấy rằng là cái chuyến vượt biển đó thật sự đó là nguy hiểm. Ở trong cái vụ sứ đồ đoạn 27 câu số 9: trải lâu ngày tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiểm ngăn đã qua rồi, Phaolô báo trước cho những người trong tàu rằng: tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói. Và trong câu 21 cho đến câu 26 thì chúng ta thấy được là Phaolô lại nói tiếp rằng là cái cơn bão này nó xảy ra như vậy, các anh chị em đã không tin tôi. Ở đây tôi thấy được sứ đồ Phaolô, ông đã có được một sự mặc khải trong tâm linh của ông. Trước khi cơn bão đến thì ông đã thấy, quý mời chị em, tôi tra ở trong tiếng Anh cái từ thấy ở đây đó là cái từ quan sát và nhìn thấy ở trong thuộc linh. Tức là sứ đồ Phaolô ông có một cái tầm nhìn thuộc linh ở trong thuộc linh của ông mà những người xác thịt xung quanh ông có thể không nhìn thấy. Và ông cũng không có bằng chứng nào, không có bằng chứng về thuộc thể bên ngoài nào để thuyết phục cho người ta rằng là cơn bão nó sẽ đến. Nhưng ông chỉ nói rằng là tôi thấy cái chuyến vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm. Như vậy thì tâm linh của Phaolô đã cho Phaolô biết rằng là sẽ có nguy hiểm đến. Có những khi chúng ta đối diện với một cái công việc nào đó,
và chúng ta gặp cái người đối tác trước mặt chúng ta, chúng ta cảm thấy bất an. Chúng ta không có một cái lý do nào đưa ra rằng là cái người đó là sai hoặc là xấu cả, nhưng mà chúng ta chỉ cảm nhận có sự bất an. Thì quý mà chị em ơi, 99% đó là bất an thật sự đó. Đó là cơn bão mà chúng ta cần phải tránh đó quý vị. Có những khi con của chúng ta nó đem người bạn thân của nó về nhà và trình với chúng ta là cha mẹ. Ba mẹ ơi, đây là bạn của con, con có nên kết thân với bạn không? Thì sau khi người đó về nhà rồi thì người cha người mẹ đã nói với con gái của mình rằng ba mẹ thấy người đó không có phải là người tốt đâu. Ủa sao ba mẹ biết là người đó không tốt? Thì ba mẹ thấy thôi. Thưa quý mà chị em, Chúa đặt để trong lòng của người cha người mẹ tin kính mà có Đức Thánh Linh ở trong á quý mà chị em, thì người cha người mẹ đó sẽ cảm nhận được cái sự bình an của Chúa, biết được cái người nào đúng và người nào sai. Có những khi chúng ta thấy nhưng mà con của chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta cần phải tin rằng là hết thảy những người nào mà được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 14 chép như vậy. Như vậy thì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có Thánh Linh của Chúa bên trong chúng ta dắt dẫn chúng ta. Ngày hôm nay đa phần con cái Chúa chúng ta thiếu hiểu biết về Đức Thánh Linh và thân vị của Ngài bên trong chúng ta. Chúng ta thường hay nghe lời tiên tri của mục sư này, mục sư kia mà chúng ta quên mất rằng là có một mục sư lớn đang ở trong chúng ta đó quý vị. Mục sư đó cũng ở trong Chúa Giêsu để mà hướng dẫn Chúa Giêsu khi mà Ngài còn trên đất này. Mục sư đó tên là Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh Ngài là giáo sư lớn của chúng ta. Hãy cầu hỏi với Chúa trước khi chúng ta quyết định cái công việc nào đó. Cầu hỏi Chúa trước khi chúng ta gả con cái của chúng ta để chúng nó lập gia đình với ai đó. Hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan ở trong tất cả mọi mối quan hệ của chúng ta quý mài cha. Bởi vì chúng ta ngày hôm nay rất là khó để mà nhận biết được đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chiên và đâu là sói nữa quý vị. Nhiều khi sói nó mặc đồ y như chiên, thậm chí đẹp hơn chiên nữa quý vị. Quý vị tin không? Sói đi xe còn xịn hơn là đi là xe của chiên nữa. Nhiều khi nhóm mục sư ông cầu nguyện chưa xong, chưa amen xong cái là bắt đầu lấy điện thoại đó. Alo, hẹn mày ở quán đó nghe, lát đi nhậu nghe. Nhiều người nói sao mà chàng ơi, nó cơ đốc nhân mà nó còn cám dỗ luôn con cái Chúa, con cái ma quỷ nữa. Tôi nói thật sự đó không phải là con cái Chúa đâu, cái chưa cái tin Chúa thật. Nó đi nhà thờ như vậy đó chứ thật ra ở trong á là cái gì đó chứ không phải là chiên của Chúa. Cho nên đôi khi quý vị chúng ta nhìn, chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng. Chúng ta nói sao mà con cái Chúa tin Chúa rồi mà còn như vậy. Quý mà chị em ơi, câu hỏi đặt ra đó là cái người đó có tin Chúa thật hay không. Nếu tin Chúa thật, bản chất sẽ được thay đổi. Và có những cái chuyện nó xảy ra mà làm chúng ta bị phiền lòng đó quý vị, đúng không ạ? Tôi gặp một con cái Chúa nọ ở trên Tây Ninh nói với tôi, mục sư ơi, bây giờ em nhìn chỗ này chỗ kia thấy con cái Chúa sao mà hả cứ lừa gạt nhau, rồi nói một nhưng mà làm hai, nói đàn làm nẻo, mà không phải là một người mục sư, nhiều người như vậy em nản quá, em muốn theo Chúa. Tôi nói anh mở ra trong sách Thi Thiên đoạn 37 đi, câu 1 chép sao: chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự hung bạo. Chúa nói rồi quý vị ơi, có những kẻ dữ, có những kẻ hung bạo đó, chúng ta đừng có phiền lòng. Tự nhiên vì cớ cái kẻ dữ, kẻ hung bạo đó mà chúng ta lại mất đi cái đức tin và sự sốt sắng nơi Chúa. Tội gì như vậy đúng không ạ? Họ làm ác thì họ sẽ gặt sau này. Chúng ta đừng có vì cớ cái kẻ ác hoặc là cái người nào đó làm cái gì đó bất công, rồi chúng ta lại thôi bây giờ tôi không theo Chúa nữa, tôi không có đi nhóm nhà thờ nữa. Cái Chúa trên trời nó ủa cái kỳ vậy, sao vì cái thằng đó mà con bỏ ta, ta có làm tội gì đâu, Chúa vô tội đúng không quý ông bà chị em? Ủa Chúa đâu có can hệ gì trong việc này đâu, tự nhiên cái mình buồn cái gì kia cái mình bỏ Chúa, lạ không? Đây có vẻ là một cái sự buồn cười nhưng mà thực tế đó quý vị. Cho nên Chúa trên trời tôi thấy thương Chúa quá. Có những cái chuyện mà chúng ta thấy thật sự khó nói, nhưng mà lời của Chúa đã nói thay chúng ta hết rồi quý vị. Lời của Chúa nói thay với chúng ta hết rồi. Đừng có phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ. Ai làm dữ kệ họ, Chúa sẽ có cách thưa quý vị.
Chúa là đấng công bình lắm, ai gieo gì sẽ gặt đó. Cái trách nhiệm của chúng ta đó là chúng ta hãy tha thứ cho họ, hãy tha thứ cho họ. Đừng để cho cái nỗi phiền và cái sự vấp phạm nó cầm giữ chúng ta, khiến chúng ta không thể theo Chúa được quý vị. Và nếu mà chúng ta để cho cái điều đó cầm giữ chúng ta đó quý vị, cơn bão đó nó sẽ giết chết chúng ta đó quý vị. Nhiều người đã rơi vào trong cái tâm bão của trầm cảm, họ đã đột quỵ và họ không qua khỏi quý vị. Cho nên tôi nói trong sự thương xót của Chúa, quý vị ơi, hãy tha thứ, hãy tiếp tục hướng về Chúa, hướng về ánh sáng của Chúa, hướng về lời của Chúa. Và đừng bao giờ hướng về sự bi quan, tiêu cực và bỏ cuộc cả. Amen. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, đừng bao giờ nghĩ đến cái tự tử cả, quý vị. Đó không phải là cách khôn ngoan đâu. Cách khôn ngoan đó là chúng ta hướng về Chúa và nhờ cậy nơi Chúa. Và điều mà chúng ta thấy được các môn đồ ở đây, ở trong cái câu chuyện của Mác đoạn số 4 này, thì chúng ta thấy là các môn đồ khi mà họ đã vã quá rồi, họ mệt quá rồi, họ làm gì quý mời chị em? Họ đến với Chúa Giê-xu, họ tìm Chúa Giê-xu, đúng không ạ? Đây cũng là một cái bước rất là hay mà chúng ta có thể học được từ các môn đồ. Đó là chúng ta hãy tìm đến với sự nghiệp của Chúa. Hãy kêu cầu Chúa, Chúa ơi, xin hãy cứu chúng con. Hãy cứu chúng con. Và quả thật Chúa Giê-xu, Ngài đầy lòng nhân từ và thương xót, Ngài đã trỗi dậy và Ngài đã cứu họ thật sự quý vị. Quá lời phán của Chúa thôi. Chỉ cần một lời phán của Chúa, hoàn cảnh của chúng ta được thay đổi quý vị. Hãy tìm kiếm lời của Chúa. Trong cái lúc mà chúng ta dường như là tâm tối và không thấy ánh sáng hy vọng nào hết, hãy tìm đến với lời của Chúa. Hãy đánh thức sự hiện diện của Chúa dậy ở trong đời sống của chúng ta quý vị. Nếu có Chúa ở trong đời sống của chúng ta, tôi cam đoan với quý vị 100% quý vị sẽ không chết, nhưng quý vị sẽ vượt thắng được cái cơn bão đó. Nếu quý vị biết cách để kích hoạt sự vận hành của quyền năng của trời bên trong đời sống của chúng ta, thì lời của Chúa sẽ đến và giải cứu chúng ta ra khỏi những cái tai họa bão tố đó. Quý vị hãy check lại xem lòng của chúng ta hiện tại có Đức Thánh Linh của Chúa đang hiện diện ở bên trong chúng ta hay không. Nếu có, tôi chúc mừng anh chị em, bởi vì anh chị em có một đấng quyền năng sẽ cùng với anh chị em vượt bão trong những ngày tới. Bởi vì chúng ta không biết trước được cái điều gì nó sẽ xảy ra trong tương lai của chúng ta, đúng không quý ông bà chị em? Rồi, cảm ơn Như. An Như. Cảm ơn Chúa. Ê-sai đoạn 25 câu 4 chép rằng là vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đôn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng. Khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành. Chúa Ngài nói rằng là chính Ngài là nơi bền vững cho những kẻ nghèo thiếu, đôn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn. Nếu chúng ta gặp khó khăn về tài chánh, đừng vội chạy đầu này đầu kia để mà mượn vay, mượn góp gì cả quý mời cho em. Lời của Chúa khích lệ chúng ta rằng là chính Ngài đó, chúng ta cần phải thiết lập một mối quan hệ mật thiết với Chúa ở trong cái lúc đó. Hãy trú ẩn nơi Chúa quý mời cho em. Đừng tìm cách chạy trốn, nhiều khi mình chạy đi chạy đó đó, lại chạy vào trong tâm bão mà không biết. Bão càng mạnh hơn. Nhiều khi lãi mẹ đẻ lãi con, rồi một đống lãi xung quanh của chúng ta hết rồi chúng ta tiêu luôn quý bà cha. Cho nên lời của Chúa khích lệ chúng ta hãy đến với Chúa. Thi Thiên đoạn 9 câu 9 chép rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi ẩn náu cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân. Châm ngôn đoạn 18 câu 10 chép rằng danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố, kẻ công bình chạy đến đó gặp được nơi ẩn trú cao. Danh của Đức Giê-hô-va được ví như là một cái ngọn tháp rất là lớn và kiên cố để chúng ta được sự ẩn náu trong lúc phong ba quý mà chèm. Nếu chồng bỏ rơi chúng ta, tôi xin chia buồn quý vị, nhưng mà tôi không nói trong sự tuyệt vọng. Bởi vì vợ, chồng, thật ra đó là mối quan hệ tạm thời trên đất này mà thôi. Có một mối quan hệ đời đời mà chúng ta không bao giờ nên đánh mất ở trong đời sống của chúng ta, đó chính là mối quan hệ với Chúa. Đừng vì cớ mất vợ, mất chồng, rồi chúng ta đánh mất đi luôn cả Chúa trong đời sống của chúng ta. Bởi vì nếu mà tôi sống cùng với vợ tôi đến 100 năm, chúng tôi về với Chúa, thì trên trời, sau này chúng tôi về trời thì chúng tôi cũng chỉ là bạn bè với nhau thôi. Kinh Thánh nói rằng là khi mà người ta sống lại thì người ta chỉ giống như thiên sứ, không có vợ chồng ở trong thiên đàng quý bà chị em. Tất cả chúng ta đều là bạn bè.
Cho nên mối quan hệ vợ chồng trên đất này nó chỉ là một mối quan hệ tạm thời mà thôi. Có nhiều người họ quá đau khổ vì cái vợ, vì cái chồng của họ phản bội họ, để rồi mất đi cái tương lai vĩnh phúc mà Chúa ban cho họ ở trên đất này. Cho nên nếu người đó không chung thủy với chúng ta, bỏ rơi chúng ta, quý mà cho em mặc kệ họ, biết rằng là Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta cả. Amen. Hãy bám chặt lấy Chúa, và Chúa chính là chồng của chúng ta. Amen. Matthew đoạn 11 câu 28 cho đến 29 chép rằng là: hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Cảm ơn Chúa. Chúa kêu gọi những ai mệt mỏi gánh nặng hãy đến với Chúa. Tức là những ai chúng ta đang mệt mỏi vì bão tố phong ba, những cái thử thách nó quá lớn, quá sức mình, quý mà trẻ mơ đừng buông bỏ, đừng buông xuôi, nhưng mà hãy chạy đến với Chúa. Chúa sẽ nơi nấu ẩn cao chúng ta, Chúa sẽ có cách để bảo vệ, gìn giữ và mở đường chúng ta được ra khỏi. Quý bà cha, không có một cái sự cám dỗ hoặc là thử thách nào quá lớn đến nỗi mà chúng ta bị chết ở trong đó cả, nhưng mà Chúa đều mở đường cho ra khỏi cả. Vừa rồi thì tôi nhận được cuộc gọi điện thoại của vợ chồng, của vợ mục sư, của vợ thầy Nguyễn Đình Thôn, và tâm tình về hoàn cảnh cũng như là về sức khỏe của tôi tới Chúa. Chúng ta biết rằng là thầy Nguyễn Đình Thôn là một người được ơn của Chúa trong sự sáng tác những bài thánh ca rất là hay. Những bài thánh ca đã đi vào trong lịch sử của giáo hội Tin Lành của chúng ta. Những bài ca như là Tràm Lòng Con, Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm, rồi những bài khác rất là tuyệt vời. Chúa đã sức dầu cho thầy Thôn qua những bài hát đó trong một thời gian trước đây. Nhưng mà sau này thì khi mà tuổi tác càng ngày càng lớn thì nan đề nó lại xuất hiện theo cái tuổi tác của ông. Và một trong những nan đề mà gia đình của tôi tới Chúa đang gánh phải trong hiện tại đó chính là nan đề tài chánh. Nó có phải là bởi vì có sai lầm gì về công việc cả quý vị, nhưng mà bởi vì có họ thương người. Trong hội thánh có một cô này nợ đầu này đầu kia, và cái cô này chạy đến nhà của vợ chồng tôi tới Chúa, nói với cô Trang, tức là vợ của một sư Thôn, tôi tạm gọi là một sư Thôn đi, thì nói: cô ơi, giờ tôi, nếu mà cô không giúp tôi là tôi chết, giờ giang hồ dí tôi, giúp cho tôi với. Và thế là cô Trang cũng thương người rồi đi mượn con cái Chúa chỗ này chỗ kia, gom góp hơn 700 triệu để mà đưa cho cái người đó. Rồi có một con cái Chúa khác, một nhân sự khác cũng vài trăm triệu nữa đưa cho người này. Mà người đó có hơn 1 tỷ đồng thì trả xong một cái số nợ như vậy, vẫn còn nợ khác nữa quý vị. Thì cái người này trốn nợ. Cái người này trốn nợ thì để lại cái hậu quả đó chính là vợ chồng của thầy Nguyễn Đình Thôn gặp rất là nhiều cái sự khó khăn ở trong việc trả nợ. Rồi con cái Chúa họ nói: sao mà vợ chồng tôi tới Chúa lại như vậy? Và nó là một giây như vậy đó quý vị. Tôi nghe và đầu dây bên kia vợ của thầy Thôn khóc ở trong nước mắt. Một cuộc điện thoại hơn 30 phút đồng hồ mà 15-20 phút là cô khóc rồi. Tôi cảm biết được cái sự áp lực quá lớn. Và tôi nói rằng là cái điều này Chúa sẽ mở đường cho cô. Chúa sẽ mở đường cho cô. Bởi vì có khi mà gia đình gặp cái hoạn nạn này quý vị, thầy Thôn không ngủ được. Nhiều đêm không ngủ được quý vị. Và có nhiều người nói: sao mà tôi tới Chúa mà yếu đức tin quá, mình phải cầu nguyện, mình phải công bố này kia để mình ra khỏi nan đề chứ. Nhưng mà họ nói với tôi cái điều này chúng tôi không chia sẻ với ai hết, tôi chia sẻ cho mục sư. Và sau khi tâm sự với tôi xong thì tôi hỏi rằng là: bây giờ cô tâm sự với tôi, cô đã thấy trong người đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Thì cô có đồng ý với tôi rằng là buổi sáng Chủ nhật này, tức là buổi sáng tới đó, tôi sẽ chia sẻ cái hoàn cảnh của cô cho Hội Thánh của Chúa, cho nhiều con cái Chúa biết, để cùng cầu thay, và nếu ai đó có thể giúp đỡ được đồng nào hay đồng đó thì cô đồng ý.
Cô nói rằng là bởi vì sợ hội thánh vấp phạm, rồi sợ người này kia vấp phạm, cho nên là thậm chí cũng không chia sẻ với mục sư tổng huấn nhiệm của hội thánh luôn, chỉ chia sẻ với tôi thôi. Nhưng mà sau khi chia sẻ với tôi xong thì hai vợ chồng cảm thấy bình an. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì trở thành một người được tin tưởng để chia sẻ cái câu chuyện gia đình của họ đến cho con cái Chúa, để chúng ta cùng cùng cầu nguyện cho vợ chồng tôi tới Chúa. Bởi vì họ cũng đang vượt bão, giống như chúng ta, ai đó trong chúng ta cũng đã từng vượt bão trước đây. Và chúng ta sẽ rất là an tâm, sẽ rất là ấm áp khi mà có ai đó cầu nguyện cho chúng ta, đúng không ạ? Ai đó họ quan tâm, họ chia sẻ với chúng ta, thậm chí là chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi, cầu nguyện thôi, thì điều đó nó cũng có thể truyền sức mạnh và năng lượng tích cực cho người đó. Tôi có chia sẻ cái tài khoản ngân hàng của vợ chồng của thầy Nguyễn Đình Thôn ở trên trang Tin Lành Xuyên Thế Giới. Và nếu quý con cái Chúa nào chúng ta có những hành động thiết thực ở trong sự dâng hiến giúp đỡ cho vợ chồng tôi tới Chúa, thì quý vị có thể vào trong cái bài viết của tôi chia sẻ về nan đề của tôi tới Chúa đó, ở trong cái phần bình luận đó. Có lẽ tôi sẽ chia sẻ trong những bài viết mới, bởi vì đây là một cái nhu cầu đã được sự cho phép của thầy Nguyễn Đình Thôn. Thật sự nan đề này nó lớn và có thật quý vị. Cho nên trong cái sự thương xót của Chúa, tôi được cảm động để đồng hành cùng với gia đình của họ ở trong những cái lúc như thế này. Tôi chia sẻ bài giảng này để thêm đức tin và cũng như thêm cái sức mạnh cho gia đình của họ, và cũng như cho tất cả những con cái Chúa nào chúng ta đang gặp phải những bão tố, nhất là trong công ăn việc làm, trong tài chánh. Đôi khi chúng ta thương xót, một ai đó rồi chúng ta cho họ mượn, rồi họ vì cớ cái hoàn cảnh của họ đói đế lắm, họ bỏ đi và họ không nói lời nào hết. Chúng ta trở thành một nạn nhân bất diện như vậy. Quý vị ơi, nếu chúng ta là những người như vậy, quý vị đừng có ngại để mà chia sẻ cho hội thánh. Nếu chúng ta có bị như vậy, cứ chia sẻ với người trưởng nhóm hoặc là với mục sư địa phương, thì cả hội thánh sẽ biết cách để cầu nguyện giúp đỡ cho quý vị. Đừng ôm cái nan đề gánh nặng đó một mình quý vị. Cũng giống như là vợ thầy Thôn nói với tôi, mấy đêm rồi tôi không ngủ được mục sư. Sáng nay tôi quyết định tôi phải nói với mục sư để nhẹ lòng, chứ còn nếu mà tôi cứ ôm cái gánh nặng đó, thật sự chắc là không những thầy Thôn mà ngay cả tôi cũng sẽ phải nhập viện nữa. Và cảm ơn Chúa rằng khi họ chia sẻ ra thì họ được nhẹ người hơn quý mà cha. Cho nên rất là cần có những tấm lòng, có những con người sẵn sàng để lắng nghe chúng ta, cái nỗi khổ của chúng ta trong những lúc bão tố như vậy. Và không phải chỉ gia đình của thầy Thôn mà thôi, tôi biết còn có nhiều gia đình con cái Chúa khác chúng ta phải gặp rất là nhiều cái sự khó khăn ở trong tài chánh, công ăn việc làm. Dường như chúng ta bế tắc quá rồi, chúng ta không biết, chúng ta đã cầu nguyện với Chúa đủ kiểu rồi, nhiều tháng rồi, thậm chí là vài năm qua rồi cũng không được câu trả lời. Quý vị ơi, buổi sáng nay tôi khích lệ quý vị hãy ở trong Chúa Jesus Christ, hãy có sự bình an của Chúa. Và hãy học cách giống như Chúa Giêsu nói với bão tố rằng là hãy im đi, lặng đi, trong danh đấng Chúa Jesus Christ, nan đề này phải qua đi và sự tiếp trợ của Chúa sẽ đến cho đời sống của tôi. Quý mà chị em ơi, ở trong Chúa Jesus Christ chúng ta có thể làm được những việc mà Chúa đã từng làm, và chúng ta còn làm việc lớn hơn nữa. Amen. Giăng đoạn 14 câu 12 chép như vậy. Chúng ta có hy vọng trong Chúa Jesus Christ, đó là chúng ta có uy quyền ở trên nan đề của chúng ta. Không có nợ nần gánh nặng nào có thể đè bẹp chúng ta được, nếu chúng ta học biết những nguyên tắc của lời Chúa và chúng ta cậy ơn của Chúa, uy quyền mà Chúa ban chúng ta để chúng ta nói với nan đề, bệnh tật nó phải lui ra khỏi gia đình ta, nợ nần phải lui ra khỏi đời sống của ta, và gia đình của ta sẽ được thoát, gia đình của ta sẽ được mạnh mẽ và được trở thành những cây tùng tây bắc, những cây hương nam ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý vị và kính chúc quý vị sẽ có một tuần lễ mới đầy ơn và đầy sức mạnh ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần lễ sau, và chúng ta sẽ được lắng nghe những lời làm chứng, những lời tâm tình chia sẻ đầy khích lệ của quý vị khi quý vị nhận được phước của Chúa qua lời của Chúa ngày hôm nay. Xin mọi người chúng ta cùng nhau đứng dậy, và tôi xin được phép cầu nguyện để kết thúc sứ điệp buổi sáng hôm nay. Hallelujah, hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài Chúa Giêsu ơi, bởi vì Ngài chính là đấng giúp cho chúng con được đắc thắng tất cả những nan đề, những bão tố, những phong ba, những thử thách ở trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã có mặt ở trong cái con thuyền đêm hôm đó, khi mà các môn đồ họ đối diện bão tố, họ lo lắng sợ hãi và họ tưởng rằng họ đã chết. Nhưng mà chính Chúa Giêsu Ngài đã đứng dậy và Ngài đã dẹp yên cơn bão đó. Đây Chúa Giêsu, con cầu nguyện xin Chúa Ngài bước vào trong con thuyền cuộc đời của chúng con trong buổi sáng nay. Để những ai chúng con
đang có Chúa ở trong gia đình của mình, thì chúng con nhận biết rằng là chính sự gì của Chúa sẽ mang lại sự mạnh mẽ, sẽ mang lại sự đắc thắng cho chúng con, sẽ mang lại một sự trả lời cho những nan đề của chúng con. Chúa ơi, Ngài chính là đấng sự dẹp tan đi tất cả những bão tố, những phong ba, những nghịch cảnh trong đời sống của chúng con. Đây Chúa, chúng con chỉ biết nương náu mình nơi Chúa mà thôi. Có những cái hoàn cảnh của những anh chị em chúng con thật sự quá lớn, quá sức của chúng con, chúng con không thể gánh nổi một mình. Đây Chúa, xin hãy đến thêm ơn thêm sức chúng con qua lời của Chúa buổi sáng nay, để chúng con sẽ không buông xuôi, chúng con sẽ không gục ngã trong nan đề, nhưng mà chúng con sẽ nhìn thấy nan đề của chúng con được chính Ngài sẽ lo lắng, và Ngài sẽ dùng lời của Ngài để xua đi cái nan đề đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Còn nói với bệnh tật, nó phải lui ra khỏi thân thể chúng con. Còn nói với sự nghèo thiếu, nó phải lui ra khỏi gia đình của chúng con. Chúng con sẽ có tiền để trả tiền nhà, chúng con sẽ có tiền để chi trả cho mọi chi phí học hành của con cái chúng con. Chúng con sẽ có tiền để chúng con sẽ phục vụ Chúa nhiều hơn trong ngày tới. Trời, không có bất cứ một sự khó khăn thiếu thốn nào có thể đè bẹp chúng con được. Bởi vì ý muốn của Chúa là muốn chúng con được giàu có, được thịnh vượng, được dư dật, để chúng con trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho những cái khó khăn, cho những cái sai lầm của chúng con đã vi phạm trước đây. Nếu anh chị em chúng con nào đã từng gieo gió và bây giờ chúng con gặp bão lốc, thì xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con. Amen. Để chúng con khi được tha thứ thì chúng con được Chúa Ngài phục hồi, và chúng con sẽ được đem trở lại ở trước mặt Chúa trong sự thương xót của Ngài. Xin Chúa Ngài mở đường chúng con để chúng con được ra khỏi tất cả những cảnh khốn, ra khỏi tất cả những sự mệt mỏi, những nan đề của chúng con. Và khi chúng con vượt qua được cơn bão này, chúng con sẽ được trưởng thành hơn, chúng con sẽ được giống như Chúa Giêsu Christ càng hơn, và chúng con sẽ có thể trở thành những người trưởng lão trong hội thánh của Chúa, để có thể mang những cái kinh nghiệm đó giúp đỡ cho những người đi sau chúng con, cho những người có cùng nan đề, có cùng hoàn cảnh giống như chúng con trước đây. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển qua tất cả mọi nan đề, qua những hoàn cảnh, qua những khó khăn mà chúng con đang có. Chúa ơi, chúng con bám chặt lấy Chúa, và danh của Ngài chính là ngọn tháp kiên cố trên linh hồn chúng con. Con ngợi khen Chúa, và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.